bác khách hàng một cái đoạn clip rồi đó, vì có con nhãn hàng Isuzu 140 này đang cài thử trên một cái mảnh vườn. Thì ở đây là đất đó, so với đất ruộng thì nó cứng rất nhiều, cho nên là cái tốc độ cũng như là cái độ nhanh cũng không có bằng cái so với ruộng được, nhưng mà con thông cảm. Còn cái hãng Isuzu này một cái nhãn hàng rất là mạnh, đây loại hai cầu, con chúng tôi có gắn cái đuôi sới vào để quay cho bà con xem. Con hoạt động rất là hiệu quả trên những cánh đồng như bừa, đào, kéo, sới. Cảm ơn quý khách hàng rất nhiều.